Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một căn cứ đánh bạc quy mô lớn, với hệ thống đường hầm dài hơn 300 mét, nhiều lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lìm, 52 tuổi, trú xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Các trinh sát đánh giá nhà của Lìm bao quanh bởi tường rào dây thép gai, lối vào khu đánh bạc là các đường hầm dài hơn 300 mét cùng hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên hầm là tường gạch bê tông, phía trên gia cố bằng các thanh sắt. Để cảnh giới, nhóm tổ chức đánh bạc lắp hệ thống camera giám sát được kết nối với hệ thống màn hình. Theo kế hoạch trấn áp, cơ quan chức năng triển khai 4 tổ công tác đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 30 người đánh bạc đang sát phạt bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa. Những người này trú ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Trên chiếu bạc, lực lượng công an phát hiện hơn 150 triệu đồng, gần 30 điện thoại di động các loại và xe hơi, công cụ, phương tiện phục vụ đánh bạc khác. Qua đấu tranh ban đầu, những người đánh bạc khai nhận Trương Văn Thế, 40 tuổi, trú Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc. Sới bạc hoạt động từ 15 giờ chiều đến 24 giờ hàng ngày. Các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000 đến 500.000 đồng tiền hồ, tiền phế và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng.